trong lúc tôi ngồi tù đó, má cô này với cô này đem nhà tôi về ở nhà mà nuôi tôi. Cho nên chúng tôi kể như trong gia đình với nhau. Cảm ơn Chúa cho dùng cái hoàn cảnh đó kéo mọi người với nhau chứ. Cái chuyện hoạn nạn mà bây giờ mới hiểu được thế là nhẹ và tạm. Chẳng ai nhưng mà dần mình thấy là nhẹ và tạm là cái chỗ nào. Cái hoạn nạn nó khiến cho mình được cái gì đó, học được cái gì đó. Thành thử phải học được cái đó mới gọi là nhẹ và tạm, chứ bằng không là hận suốt đời. Cảm ơn Chúa. Tôi đã cơ hội được tiếp rước thiên sứ của một sự mà để hơn thiên sứ nữa. Lúc bây giờ đó là tôi sướng hơn cả. Là có người canh gác cho đóng cửa rồi kỹ lưỡng. Nhưng mà phải không có chỗ ở. Chạy chỗ này chạy chỗ kia. Rồi ở đâu chỗ một tuần đó là người ta đuổi đi. Bởi vì nó không có hộ khẩu. Tín đồ là tín đồ ngàn như vậy đó mà không có chỗ ở đâu kìa. Rồi cuối cùng phải ở cái gì? Ở cầu thang cư xá Lữ Gia nó có cái học cái đó lên cầu thang ở dưới nó có cái đó. Thì mấy mẹ con ở đó. Cả năm trời. Cảm ơn Chúa. Rồi thì bây giờ nói gì nữa? Sư thớ lời Chúa muốn cảm động muốn chia sẻ cái gì thì tôi nói trước rồi đó. Lời Chúa thì không thiếu gì. Nhưng mà không biết nói chỗ nào chỗ vừa đây đó. Thì thôi cứ Chúa Thánh Linh hướng dẫn cảm động lòng sư muốn nói gì nữa. Khỏi cần nói lời Chúa cũng được, miễn là có ý rồi được rồi. Sau hôm nay có một chị ở tận bên Georgia gọi đến một sư ơi. Một sư có một cái loạt bài 9 điều mà một sư mới nói có 3 điều. Con nghe ở đâu vậy? Tôi làm sao nghe được thôi. Vậy tụi con học với nhau 3 điều rồi còn 6 điều sau đó một sư chia sẻ giùm cho tụi con đi. Mới hẹn cái tuần tới nữa cũng trên cái Zoom. Thì sáng hôm nay trong cái cơ hội đặc biệt này để tôi xin thưa với quý vị một điều là quyết tâm noi theo mẫu hội. Mình nó rất là phù hợp với chúng ta. Đây là mình có nhiều hội quá, mình phải tìm cái hội mẫu là ở đâu, hội mẹ là chỗ nào. Vừa rồi đó một sư đài nghe nè, quý vị mà nhóm tối thứ hai vừa rồi đó nghe đó, chúng ta thường bị rơi vào cái chỗ là mình treo cái khuôn làm bánh ở trên tường. Mình nói là khuôn tôi là tuyệt vời. Anh Rui nghe chứ hả? Nhớ không? Dạ, nghe. Ai cũng kể cái khuôn của mình là tuyệt vời. Nhưng mà vấn đề là tuyệt vời hay không, có làm ra bột, ra bánh hay không. Phải làm ra bột mới làm ra bánh mới biết tuyệt vời hay là không. Mà có bột là phải nhồi bột. Mình chỉ khoe cái khuôn của mình là làm gì? Cái gì đấy không? Ở tù mới rút ra được cái bài học đó. Nhà tôi gửi sách công vụ các sứ đồ vô trong tù. Mỗi lần thăm nuôi là 5-7 tờ, một vài cái bánh tráng, một tờ giấy lót bánh là gửi bánh tráng. Không, bánh tráng là cái giấy gói, nhưng mà một lớp bánh tráng, một tờ công vụ nhỏ nhỏ đó, tao nước đó. Chúng tôi nghiền ngẫm ở trong chỗ đó tù nó mới thấy cái ý nghĩa như thế nào. Cho nên tôi có một cái bài học chín phần đó là quyết tâm noi theo mẫu hội. Ai cũng cho mình ngó hết trơn á. Nhất là mấy ông CMA của tôi là cái khuôn của tôi là ngon lành lắm. Nhưng mà đúng. Nhưng mà không kiếm ra bột thì cái khuôn đó ích gì? Các vị thấy không? Phải truyền giảng, phải cứu người. Dĩ nhiên tôi được cứu do qua hội CMA. Cái ông giáo sĩ đầu tiên học tiếng Việt ở Đà Nẵng xong là về nhà quê mà ông đi xe tới trên quê Lộc
tới trên Phúc Bình đó quý vị Quế Sơn. Ông làm chứng cho ông nội tôi là suốt 3 tháng trời ông mới tin Chúa. Mà ông nội tôi là lý trưởng, có nhà thờ tộc lớn lắm. Sau công tin Chúa rồi ông thay đổi tất cả. Đó là ba tôi kể lại đó. Ông nội tôi có chừng khoảng 20 mẫu ruộng, mà ông nội tôi ăn cái ruộng và cái đất đó gọi là ruộng hương hóa. Ăn cái đó để làm cúng kiến, lo cái nhà tự đường. Khi ông tin Chúa rồi, thì đến cái lần năm đó là tháng 12 gọi là tháng Chạp, là Chạp Mã đó. Ai mình trông thì biết cái từ đó. Cũng làm việc theo thì bò trên đông lắm. Năm nhánh, tộc hộ tôi năm nhánh. Tôi khoe với quý vị chút là hồi tháng qua em tôi mới gọi bữa đó cái ông nào ở ngoài Bắc đi vô mà nghiên cứu từ ngoài Bắc, ngoài Trung thì vô trong Nam thử hồ có bao nhiêu, gần cả triệu người hồ đó, mà không có Hồ Chí Minh đó nghe. Đông vậy đó. Thành thử cho nên mới biết được cái tộc hồ là cũng ghê gớm. Rồi ông nội tôi tin Chúa rồi cái lần Chập Mã đó, lần dãy mã đó, dọn đồ đầy đủ ngon lành, ông hiểu đến giờ rồi, ăn. Mấy cái tộc, mấy cái nhánh đó nó không chịu ăn, nó phản, nó biểu tình. Phải ra ông cụ không đứa, người thì cụ, người thì ông, người thì bác. Chứ ông có chú, nhanh nhất là tôi, nhanh nhất của ông cụ tôi. Ông mới nói là các chú, các cháu có biết không? Chữ Nho có câu rằng, cúng thì cấp. À, bây giờ các chú cũng ăn phải không? Mình kêu hai trai cày đào cái lỗ mình chôn hết. Mình cấp cũng là cấp. Cấp là sao? Cấp là bỏ đi chôn đi chứ. Cúng cho ai đó thì cấp cho ông đó luôn. À, cũng cấp cho người đó luôn. À, cấp cho người đó luôn. Thì biết mấy ông đó, ông cụ hồi xưa ở đâu biết thì cho đào lỗ chôn. Rồi cái nó ríu ríu nó ăn hết trơn. Đói rồi đi dãy mã về từ sáng tới trưa rồi. Rồi ông cụ tôi bắt đầu chia sẻ làm chứng về Chúa Giêsu là thế nào đó. Rồi ông quyết định ngày hôm đó luôn. Ruộng chia làm 5 phần. Bây giờ tôi không ăn ruộng hương quả nữa, vì tôi không cúng kiến nữa. Cái nhà tự đường này cũng chia làm 5 phần. Ai đó muốn cúng, muốn kiến, muốn gì thì muốn. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tôi mà thôi. Bởi vì nếu không có Đức Chúa Trời thì không có nhân loại, không có tộc hồ của mình ở đâu. Tôi về gốc. À, mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Cây có cội mà nước có nguồn. Bây giờ nguồn cổ tôi là ông trời. Xong là ông nội tôi làm chứng cho bao nhiêu đó. Vì sau này có rất là nhiều người trong tộc hồ ở Quế Lộc chúng tôi tin Chúa. Trong đó bọn tôi là con cháu chắc chít, về sau này kể lại mới biết chứ không có biết. Kêu là ông xã tự lên cái việc là Quế Lộc này ghê gớm. Quyền hành sau đó cứ biến đổi một cách rất là lạ luôn. Vì gia đình tôi có hồ Hiểu Hạ nè, hồ Kim Cảm nè, có hồ Tấn Khoa là ba mục sư, con của hồ Kim Cảm là mục sư nữa, mà hai ba người đó là tư gia đó. À, cái nhà của ông nội để lại bây giờ là thay đổi để làm cái nhà thờ của hồ Kim Cảm, đang quản nhiệm với nó, mấy trăm người đang thờ phượng đó ngay tại Quế Lộc Phúc Bình đó. Đó là nói sơ cái lý lịch chút xíu. À, quyết tâm nó theo mẫu hội làm sao tôi đọc đấy, mẫu hội của mình đây. Đây cũng là mẫu hội của các bạn đó. Sách Công Vụ đoạn thứ 2 từ câu 42 cho đến 47. 42 đến 47 có 9 cái vấn đề mà tôi không biết các bạn có khám phá ra hay là không. Tôi đọc sơ qua để cho các bạn quý vị biết, để chúng ta có thể thời gian không cho phép chúng ta nhiều đâu. Câu thứ 42: Rả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Mẫu hội tức là hội mẹ, là cái hội sau khi đoạn 2 sách Công Vụ, các sứ đồ cầu nguyện trên phòng cao đã được đầy dạy Đức Thánh Linh, bắt đầu mới giảng Tin Lành. Đây là những cái bài giảng của họ đầu tiên, mà hãy đầu tiên phải gọi là
Mẫu là mẹ. Hội mẹ đó. Hội mẹ làm gì? Hội thánh siêng năng học tập, giữ lời dạy của các sứ đồ, là quý vị nắm vững rồi. Kinh thánh cả trăm năm sau tập hợp lại mới có kinh thánh toàn bộ, rồi phải qua các giáo phụ rồi mới có cái bộ như ngày hôm nay, chứ không phải là lúc bây giờ chưa có. Những người tín đồ đầu tiên đó ôm ấp giữ gìn và sống những lời dạy của các sứ đồ mà thôi. Mẫu hội là vậy đó. Do đó cho nên ghi lại gì? Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Bây giờ mình có một trang kinh thánh nó dễ hơn nhiều, mà các sứ đồ chỉ dạy mà thôi, mà người nghe là các môn đồ. Ban đầu là 12 sứ đồ bỏ ông chối Chúa, rồi sau đó là 70 môn đồ đến 120 vân vân, và từ đó mới phát triển ra làm gì, cho đến 100 năm sau mới có kinh thánh Tân Ước toàn bộ. Mình nhớ lịch sử, các bạn nhớ rồi, giữ cái lời dạy của các sứ đồ về gì? Về Đức Chúa Cha, về Đức Chúa Con, về Đức Chúa Thánh Linh. Mà đây là giai đoạn của Tân Ước. Mà cái chuyện đó không dễ, phải quyết tâm mới được chứ không dễ à. Tôi rút ra được cái tập đó, tôi học kỹ và tôi chia sẻ, giữ lời dạy của các sứ đồ mang cái ý nghĩa đó. Hôm nay hội thánh chúng ta bất cứ lại mà khi nhận Chúa Giêsu phải dạy cho con cho Chúa giữ lời dạy của các sứ đồ, tức là giữ lời dạy của kinh thánh, giữ lời dạy kinh thánh. Bây giờ nó quá nhiều thứ tà giáo có, các bạn quý vị biết rồi, Việt Nam mình miền Bắc có Đức Chúa Trời Mẹ rồi đó, phải không? Thì chắc phương đông rất là đông. Nam Hàn nó có tiền cái nó qua mới nói, nó đưa mấy cái chuyên gia qua mới nói làm kinh tế, rồi nó làm đủ thứ. Mẹ ai tin có Đức Chúa Trời Mẹ, nó lý luận rằng Đức Chúa Cha có Đức Chúa Con thì làm sao có Đức Chúa Con mà không có Đức Chúa Trời Mẹ làm sao. Rồi phát cho bộ đồ trắng, rồi sắm bàn ghế cho, rồi ngồi nó trùng đầu, rồi nó ngồi im vậy đó. Tôi nghe hơi dễ kiểu Đức Chúa Trời Mẹ mới bây giờ là này đó, các bạn thấy chụp hình rồi đó. Nhưng mà cái điều đó các sứ đồ có dạy từ xưa không? Không. Bà ngôi Đức Chúa Trời rõ ràng. Cho nên cái mà phải nhắc cho tín đồ của mình là phải quyết tâm noi theo những lời dạy của các sứ đồ. Thì mình bây giờ nhiều thứ có trường Chúa Nhật họ in sẵn cho sách này sách nọ đây mà không có chịu học, không có nhiều nghiên cứu. Họ có theo đạo mà riết mình dẫn riết thành cái mê tín tin lành là nguy hiểm vô cùng. Mê tín tin lành mà không có căn bản. Căn bản là kinh thánh, đúng sai trên anh biết phải kinh thánh mà thôi. Cho nên nó mà cái việc đó mình phải quyết tâm để dạy, quyết tâm để giữ, quyết tâm để noi theo. Rồi đến thứ hai, quý vị toàn này dân giảng không rồi mình nói gì nữa, chuyện giảng đi thôi. Quý vị giảng rồi, bây giờ tôi nói đã những ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ. Tiếp theo thứ hai, sự thông công của anh em lễ lễ bánh. Mỗi lần họ nhóm lại là thông công lễ lễ bánh. Hôm qua tôi giảng ở đâu đó, ở North Carolina, kỷ niệm cái hội thánh Greensboro đó 20 năm đó. Tôi nói cho họ cười cái đồng luôn, kỷ niệm 20 năm hôm nay sau cái buổi lễ này là gì? Dạ thông công mục sư. Dạ thông công là sao? Ăn thôi. Mà cái chữ thông công trong này theo cái bản dịch của mình người ta lợi dụng, thông công là ăn. Bữa nay có ăn không? Dạ có thông công. Chia sẻ cho nó rõ ràng thông công ý là gì? Là nói chuyện với nhau, hiểu nhau. Hôm qua tôi nói cái điều làm cho anh buồn, xin thông cảm tha thứ cho tôi nói, đó là thông công chính. Hôm qua tôi đọc được cái khúc này tôi hiểu đặc biệt quá. Bây giờ tôi chia sẻ cho anh chị đó, đó là gì? Là thông công thánh. Còn cái chuyện ăn á, là ăn. Nhưng mà ăn có cái chuyện nói với nhau, chia sẻ với nhau. Vì cái giai đoạn đó chúng ta nhắm mắt được cũng thấy cái tình hình nội tấn đầu tiên mà.
ở đây có hội đâu? Chưa. Chỉ nhóm mà thôi mà hội cho đến đoạn thứ 6 mới có hội, mới bầu chấp sự mới này mới kia. Chúng ta nhớ học Kinh Thánh nhớ cái đó nha. Cho đến đoạn thứ 6 mới có chấp sự. À, tất cả chấp sự lo việc xã hội, còn sứ đồ thì làm hai việc, làm gì? Truyền giảng và cầu nguyện. Đó. Thế rồi càng đập rồi càng thấm thiết. Bây giờ mày phúc cái tâm làm cái điều đó. Thôi anh bác tiết, anh mang cho anh bác tiết, anh mang cái xìa mề, mang cái tên cái mề Presbyterian, mang bây giờ nói là gì? Tiếng Việt chủ nhiệm vậy đó phải không? Rồi đừng làm. Dân lý dám đi làm gì cũng được, miễn là dạy tín đồ giữ lời Kinh Thánh cái này. À, rồi thông công là vậy đó. Nói chuyện xin lỗi quý vị, các bạn hôm qua tôi cũng sáng sớm hôm nay là dạy là đầy ra rồi. Ba cái chuyện đó nói với nhau, bắt tay nhau cầu nguyện. Tôi la biết bao nhiêu các bạn. Bây giờ mình cứ chờ đợi chặt chặt đẹp. Không có được. Họ không hiểu. Họ có cái tư tưởng gì đó mình không biết, mình không dám nói sai lầm. Giúp đỡ họ. Tôi là tôi tuyên bố giữa hội đồng giáo hạt lần thứ 46 vừa rồi, quý vị không? Ở Houston đó. Nặng giáo dục nhẹ trừng phạt. Nặng giáo dục nhẹ trừng phạt. Đời mà họ còn nói như vậy, chánh trị họ còn nói như vậy, mình có Chúa mình không làm được điều đó ư? Đức Chúa Trời mà phạt chúng ta thì nhân loại còn ai đâu? Bọn mình thì mấy người đây mà phạt thì mình còn không? Mình có ra cái hồn gì phải không? Chúa lấy ân điển Ngài cứu chúng ta, tha tội chúng ta, dùng lời uống, lời Chúa uống nắng chúng ta thì chúng ta mới nên nghèo để Chúa chứ. Nên cứ chặt, cứ chặt mất tiêu mấy đời rồi làm gì có. Còn gì có một sự đại năng hóa. Đã nhất định mình biết cái điều đó rồi. Chân việc mình là mình biết rõ rồi. Cảm ơn Đức Trời. Đã dùng hết sức. Có, nhưng mà có sai thì mình từ từ. Chỉ cho người ta thấy trong tình yêu Chúa sẽ được. Chưa chỉ cho anh mắng người ta làm sao mà anh nghe cho được. Rồi mắng qua thì phải có mắng lại. Mắng lại thì giận hơn nữa, cái dứt điểm mà chặt đẹp mà không được. Đó là cái tôi nói thẳng đến cái triều đại của tôi là khác anh em, cho nên xin anh em thương cho bạn thông cảm chịu sống lâu thật phải đó. Cho nên cái chỗ này chặt là chặt đẹp rồi, dân đi xem quý vị nhớ ha, ta cưu mang dân này cho đến bao giờ? Chúa nói câu đó mà quý vị làm con người thì quý vị hiểu nổi chịu nổi không chứ? Ta cưu mang cái dân này cho đến bao giờ? Cái dân Israel, cái dân ghê gớm lắm nha. Chúa cứ theo họ, Chúa cứ theo họ cho nó chết dắt ở trong đồng đắng cho rồi chứ. Nhưng mà Chúa không. 40 năm nhưng mà Chúa giữ gì nó? Áo không sờn, dài không đứt. Lạ như vậy đó. Và tại sao vậy? Chúa yêu thương. Chứ con đang cái chuyện này cho nó tiêu cái cho rồi, cứng đầu cứng cổ, biết Chúa biết trước bọn Israel cái bằng cứng đầu cứng cổ, cho nó xuống biển đỏ lấp cái là xong phải không? Nhưng mà Chúa không, cho nó đi qua bên kia rồi có cái đường nó đi, rồi bọn đế quốc Pharaoh phía sau nó chạy nó ruột theo, Chúa biểu dơ cây gậy lên nước nó lấp cho hết cái bọn ruột đuổi Israel in ra. Và rồi vô bên kia đất hứa cũng không có thay đổi, nhưng mà Chúa theo họ để trở thành một dân tộc mang đang cứu thế ra đời, là chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài phạt thì làm sao mình được cứu, thế giới được cứu? Chúa Giêsu không đến, thôi không cứu cái bọn này nữa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Đây là cái điều thấy ở trong này đó, gì thông công bán rồi. Điều thứ ba là cầu nguyện. Cái cầu nguyện trở thành một vấn đề lớn. Chín điều đó là thứ nhất là hội thánh đời xưa, hội thánh mẫu hội đó là siêng năng học tập. Thứ hai là thường xuyên thông công, ngồi lại nói chuyện. Bây giờ mình gọi là học nhóm nhỏ đó, và cái cell group đó là để học Kinh Thánh, để chia sẻ, để nói cái đúng, để nói cái sai, nên làm thế này nè,
nên làm thế kia anh làm như vậy mới nghe đúng, nhưng mà tự trung nó sai đó, người ta dễ nghe hơn. Bây giờ thánh chúng ta, quý vị muốn làm sao là mình theo cái này, đó là mẫu hội đó. Chăm sóc tín đồ, xây dựng tín đồ. Tôi nói hôm qua với mấy ông ở bên miền, đó là Đông Nam, Đông Nam Thượng phải không? Đông Nam, Đông Nam, nhưng mà có hai, chứ không có hai, Đông Nam Thượng và Đông Nam Hạ. Là phải huấn luyện hàng ngũ lãnh đạo của mình. Xa vời quá, bay từ Cali mà qua tới nơi 6 tiếng đồng hồ, nhất ngư rồi mà không thăm, không chăm sóc. Ngày tối 23 tháng 10 này, tôi nhóm ở San Bernardino kỷ niệm 30 năm, là tôi bay xuống tới New Mexico nữa để giúp cho họ. 11 năm rồi không ai tới, tôi tới để kỷ niệm cái 11 năm đó, giúp đỡ họ, huấn luyện chấp sự cho họ. Thì mình ở xa mình cứ gọi là control từ xa đó, remote control đó là không được, phải đến tận nơi để giúp đỡ, để giúp cho anh em địa phương. Đó là hội thánh, mẫu hội làm đó. Tại vì chúng ta phải cầu nguyện. Bây giờ quý vị mình đọc lại sách rồi, mấy điều cầu nguyện, giảng dĩ, giảng tin lành, nhiều người đến cùng Chúa. Rồi những cái từ này phải ghi xuống này, đông lắm. Thứ nhất là 3.000 cái đó, còn hai của ông Phêrô được giảng 3.000, sau đó là 5.000 cái, sau đó dùng chữ đông lắm, chữ nhiều lắm, chữ tràn ra, rồi cho đến đoạn 6-7 lũ lượt kéo đến tin Chúa, vì thế hội thánh được cho là tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, mẫu hội là tăng trưởng. Đẻ con ra, đẻ tiếp, nuôi dưỡng đẻ lân này. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong cái giai đoạn này, cần thiết quá thì Chúa sắp đến rồi. Ngồi đó anh đúng tôi sai chi? Cứu đồng bào của mình. Tôi nó làm lên đó 2.700.000 người Việt ở trên nước Mỹ không phải vô cớ. 2.700.000. 2.700.000 người Việt trên nước Mỹ, tôi những cái con số là tôi theo dõi liên miên, tăng giảm tôi biết, chưa kể những người cư trú bất hợp pháp, người Việt chúng ta đó. Orange cùng quận Cam là bao nhiêu nhớ không? Biết không? 280.000 người ở đây. Đó, mình theo những cái thanh tra, cái kiểm tra đó mình biết dân tộc của mình. Vô cớ không, họ đến đây là Chúa sai mình tới và Chúa cho phép họ đến đây để giảng. Tôi đi qua tới tiệm khắc, tôi đi qua tới Ba Lan, tôi vào tận Liên Xô đó, hiểu không? Mắc mới gì mà họ qua bên đó, họ có chương trình làm ăn, đi làm lao động đó, cho chúng tôi đến để giảng. Dễ gì mấy người đó ở Việt Nam, dễ gì mình nói chuyện đó, cậu xã tên Chúa mà. Mới nói hồi sáng là với ai vô trong tù, tôi làm chứng cho cái anh đó là đại quý. Anh kể cho chúng tôi biết từ cái hồi anh lên con đường mòn Hồ Chí Minh, rồi đi vô trong cái đường mòn đó là sao, rồi bị đánh, bị đuổi là sao. Vô tới trong miền Nam không còn cái đôi dép. Rồi anh mới bắt đầu anh làm ăn, rồi cái anh thấy tiền thấy bạc anh ham quá, cái đi buôn bán Campuchia, buôn lậu, bị bắt nhốt chung với tôi trong tù. ông nằm phòng khác, bữa đó tôi gặp anh đó. Nằm riết kể biết tin Chúa không? Đại quý gì cậu? Quý gì cậu? Nhiều cái trường hợp đó là Chúa đưa mình đến cái cơ hội này để mình làm gì? Giảng tin lành. Tôi mất mới gì tôi qua đây đi 7 năm không được thôi chứ. Ông có một sư Nguyễn Xuân Đức có dự phần tôi với ông Cương qua đây chứ phải là không đâu. Qua đây làm gì? Và quý ông biết không? Tôi từ ngày tôi qua là tôi giảng tin lành biết thôi đó. Ai nói gì nói kệ, tôi cứ được giảng à. Tôi mấy ông mà bầu tôi vừa rồi đó, tôi là cái gì, tất cả đều là sở đoạn. Đồng chí Hân Linh, sở đoạn là sao chú biết không? Vậy cái gì ngắn ngắn á? Sở trường ngắn tức là sở trường có chút xíu thôi, nhưng mà
cái sở trường là gì? Là kinh nghiệm dài tôi không có, tôi sở trường truyền giảng với lần tiết đạo thôi đó. Còn tất cả các tôi sở đoán, tôi chỉ sở trường làm chứng về Chúa thôi đó. Bỏ tôi chỗ nào tôi cũng làm chứng được, là vậy đó. Để cứu người, người ta là chuyên để làm kinh tế, còn mình là chuyên giảng tin lành. Mà muốn làm được điều đó thì cái điều thứ ba trong cái ba cái phần đầu là phải cầu nguyện. Cầu nguyện Chúa cho, cầu nguyện Chúa giúp, cầu nguyện Chúa đứng với mình dạng dĩ. Không dạng dĩ là tại vì không cầu nguyện. Đó, chứ cũng làm chứng đâu cũng phải là chuyện dễ. Mà khi mà Chúa cảm động tự nhiên, Chúa mở ra, tôi nói hoài cái chuyện đơn sơ trước cái thuốc chỗ đây nè. Tôi đã lấy thuốc ở cái pharmacy, cái phòng thuốc mà mấy ông dược sĩ Việt Nam mình họ làm chủ đó. Tôi đến tôi thấy anh để cái chỗ mà đi ngồi ra để lấy thuốc á, trong loại sữa dê có một cái chất làm láng da mặt phụ nữ. Chà, tôi thấy cái này luôn, lại nó tôi kêu dược sĩ ra. Bạn ơi, ai biết cái này? Nó người ta quảng cáo để mà bán cái thuốc cho phụ nữ láng da mặt đó, ai lại chẳng thích. Tôi hỏi anh nha, con dê là ăn lá cây nè, ăn cỏ nè, nó không có thuốc tím rửa cỏ gì hết trơn á. Có là nó ăn, có nó ăn, nhưng mà trong đó nó có cái chất làm láng da mặt, anh thấy có lạ lùng không? Ai làm được? Nói im rồi, ông trời của anh mà tôi gọi đến Chúa Trời đó làm cái việc đó, anh phải biết Chúa. Tự nhiên dễ dàng. Và khi mà mình cầu nguyện đủ, mình có cái lòng ước ao chia sẻ cho tin lành cho đồng bào mình, Chúa mở cho cái đường này, Chúa mở cho cái đường khác. Amen. Để mình làm chứng về Chúa. Chứ bằng không mình không cầu nguyện, các bạn cũng hơi ngại ngại, chứ biết nó phản ứng ra sao, mình ngại ngại á. Chờ đợi máy bay, chờ đợi xe là cơ hội làm chứng. Nói đơn và Chúa cho làm sao có nói cho nó đúng cái tâm trạng, cái mà họ bẻ không được, họ đang cần mà họ bẻ không được, thì mình làm chứng rồi đó thì tin lành nó mới được loan ra chứ. Còn cái chuyện mà người ta tập trung cho mình đứng giảng thì dễ quá rồi đó, mình phải đi tìm từng con chim, từng đời sống. Dễ như một sư chứ khó như tụi tôi á. Nhưng mà phải làm cho là sẽ dễ, à quên rồi là dễ thôi à. Không nói, người ta kêu cái gì? Văn thì ôn mà võ thì luyện. Văn thì ôn mà võ thì luyện. Không ôn thì tôi không quay mất. Nói hiểu mà mấy ông già nói sang đàn đó, có biết không? Hôm thứ sáng thứ nhật vừa rồi đó, ngày 10 đó, cái anh mục sư người Mono, trước là bóng tem đó 12 tuổi, qua bên này mấy chục năm mới lên học, là mục sư chính thức được phong tấn phong đàng hoàng, quản nhiệm cái hội thánh toàn là 200 hơn người mà nông, cái dân ở Quảng Đức sát biên giới Campuchia và Việt Nam đó, Tro Phong Che đó, tên Tây là Tro, là ông Đơ Tro đó. Chú cha quý vị ơi, tôi đến nước mắt tôi nó chảy ràng rụa, bắt đầu nói tiếng Thượng, nói tiếng Mà Nông, nói riết, thứ là khóc, thứ là cười, rồi kêu lên, cầu nguyện lên hết trơn cả nhà thờ. Mấy 46 năm không có làm chuyện đó, thỉnh thoảng về Việt Nam thông giải cho một sư nào chút thôi. Và đó là lần giải tại Mỹ bằng tiếng Mà Nông. Là ở đâu vậy? Nó ở trong đầu này chứ còn có học có hành. Vì bên này đó mấy chục năm nay qua đây ráng học tiếng Anh được là gì, hello là cùng. Nhưng bây giờ vô đó nó bắt đầu nó mới tu ra, nói cho họ ở dưới, nó nói amen amen. Và tôi chỉ nói ba điều, những lời hứa của Đức Chúa Giêsu là nhiều lắm, hàng trăm lời hứa, nhưng mà sáng hôm nay chúng ta nói ba điều thôi. Chúa hứa Chúa đi với chúng ta trên những ngày tận thế. Có cái ông giáo chủ nào nói được không? Ông chết quách cho trời đồ cầu đâu nữa nói. Chúa Giêsu nó ở với các đời. Thứ hai là Chúa hứa cái gì? Nổi trong thế gian
và Chúa hứa rằng là ban Đức Thánh Linh đấng yên ủi ở với chúng ta đời đời. Có ai hứa như vậy không? Không. Thứ ba, trong Giăng đoạn 14 câu thứ ba thôi, ta sẽ đến để đem các người đi với ta. Có ai hứa như vậy không? Không, chỉ có Chúa hứa mà thôi. Tôi chỉ nói với họ ba điều đó, gật đầu la lên amen, tưởng lưng ta la hết. Các quý vị thấy không? Làm sao làm được cái chuyện vậy mà nó đột xuất. Rồi mình cầu nguyện, mình nung nấu trong tâm lòng mình, giờ đó Chúa cho nó ra thôi. Cho nên quý vị là người hầu của Chúa phải nhớ đừng bao giờ quên sự cầu nguyện, chiến đấu trong sự cầu nguyện, nó trở thành cái động lực mà mình không thể thiếu. Thiếu gì đó thiếu, đừng thiếu cầu nguyện. Mình cầu nguyện là gần Chúa, cần Chúa, Chúa soi sáng cho, Chúa chỉ cho mình. Thì sáng mai gặp các bạn thì chia sẻ mấy điều đó, ba điều, còn sáu điều thì có cơ hội ngắt nói. Đó đây, đó là mẫu hội là siêng năng học tập, mẫu hội là thường xuyên thông công. Thứ ba, mẫu hội là cầu nguyện dốc đổ. Câu 43, hội thánh kính sợ Đức Chúa Trời. Câu 43 phần B, hội thánh đầu tiên, hội thánh mẫu hội đã có nhiều phép lạ. Thứ sáu, câu 44-45, hội thánh biết chia sẻ. Rồi, thứ bảy, hội thánh thờ phượng đúng cách là trong câu 46. Câu 46 phần B, hội thánh tràn đầy hạnh phúc, lúc nào ngồi lại là vui mừng, mang sự vui mừng cho những người khác, có hạnh phúc mới có chia sẻ. Rồi, phần chót, câu số 47, bây giờ coi câu 47 đi để chấm dứt. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh, thêm vào hội thánh. Quá tuyệt vời đó, là mẫu hội. Mình cầu nguyện để Chúa cho mình những cái như vậy để mà sống trên đất nước Mỹ này. Tiền thì không thiếu phải không? Thiếu mà thiếu cũng không phải là đến nỗi mà cạn kiệt. Phương tiện không thiếu, không gì thiếu, nhưng mà thiếu gì? Thiếu cái điều mà hội có. Tôi thấy nổi người thượng không, nó cắt cái nhà thờ, tôi thấy nó chưa khách thành đó, chưa công hiến. Bữa nào mời một sư qua nữa, đẹp hết sức, không tưởng tượng. Ở bên Việt Nam gì, nhà thờ của họ là gì? Tre nứa lợp bằng lá mấy. Bây giờ làm nhà người thượng nằm đẹp quá, họ bao nhiêu vậy? 870.000 đó một sư. Mà cái xứ nó Carolina mà nó rẻ rồi muốn cắt tới cái nhà như vậy đó. Phòng ốc đồ hay thiệt là hay. Nếu Chúa không làm việc làm sao có. Thôi anh em chúng ta ngồi với nhau lại giảng tin lành. Thứ bảy một sư đại hồi đó, thứ bảy mấy vậy? Dạ 20. Thứ bảy vừa rồi đó. Thứ bảy rồi đến tháng 10. Của tháng 10 đó. 9 tháng 10. À, có một số báo nè. Đúng rồi. Rồi tôi mà có mấy anh em có trồng việc Dũng trong năm với ban tổ chức cái buổi trường giảng. Tôi nói là chúng ta không có lưu ý hay là không có được phép tham gia vào hành chánh, không được phép tham gia vào tài chánh, cũng không được phép tham gia vào giáo lý, nhưng mà chúng ta tập trung để giảng tin lành cứu đồng bào của mình. Cho nên tôi tổ chức cái buổi 11 tháng 12 tới đây, chúng ta góp lực, góp lòng để giảng tin lành. Anh em đã có tiền bạc thì chúng tôi làm cái chương trình này khoảng 20.000 gì đó, đặc biệt là 8.000 bảy, gần đến 8.000 là mướn cái hội trường cái chỗ Sài Gòn, vậy đó, chỗ đó. Tại sao tại đó? Tại vì đó là cái chỗ mà cộng đồng Việt Nam họ biết. Tôi chỉ xin cầu nguyện đem thân hữu tới, cầu nguyện đem thân hữu tới, ai tin Chúa dẫn về chăm sóc lấy. Tôi chịu giảng, tôi chịu làm cái việc đó, chịu tổ chức. Cho nên các bạn quý vị ở đây cầu nguyện cho và bằng mọi cách đưa một vài người đến tin nhận Chúa để cho mình dẫn về. Và hơn gần đó đem ta hữu tới. Cái chỗ đó có chừng khoảng 1.000 chỗ ngồi, nhưng mà 600 chỗ là đặc biệt cái phòng chính.
Dạ. Còn 400 là cái phòng phụ, phụ và máy móc đem qua hết. À, cầu nguyện không biết là mình giảng cái gì, nó mục sư bày đặt cái gì mục sư giảng thì cũng được đấy, thì Chúa cho giảng lời Chúa. Thì giảng lời Chúa với chủ đề là tình yêu muôn thuở, thì đã có chủ đề rồi đưa Kinh Thánh cho anh em họ làm chương trình, và tôi huấn luyện từng vùng để biết cái cách mời thân hữu tới, đón thân hữu tại chỗ rồi nghe giảng làm sao, rồi giúp đỡ cho họ thế nào, họ nhẹ nhàng, họ đây động sinh đức tin, rồi chỉ cho họ chúng ta cuốn sách, những người mới tin Chúa có cuốn sách để giúp đỡ họ liền trong những bước đầu tiên. Cho nên kính mời quý vị giữ phần cầu nguyện, giữ phần đem thân hữu tới cho mình làm được. Ông sư báo nhớ không, trước khi tôi lên Seattle là 23 năm trước là hai lần mình làm chung với nhau ở tại nhà thờ tròn với ông của đại an đó. Và từ đó đến nay là không ai làm nữa. Mình ở trong cái vùng này đông hậu thánh quá, mà có tính cách cái từ mới của cộng sản dùng là cục bộ, mình nghe đúng không ạ? Ai lo lấy nha, cục bộ là vậy đó. Chúa cho chúng ta mở rộng vòng tay truyền giảng ra để đưa đồng bào mình đến với Chúa. Quá chừng chừng bây giờ đó mình xách xe đi ngang bôi sao là quý vị biết rồi. Trong tâm não chúng ta phải đặt một câu hỏi, mấy người có được cứu chưa? Nếu Chúa đến thì làm sao? Giờ chùa nó mặc lên đầy nhóc hết một sự. Nó đi cái đường Magnolia quý vị chịu nổi không chứ? Tôi nghe một sư đài nói là có cái ông bác sĩ là ông tặng ông dân, ông cúng dường một triệu bảy gì đó. Bảy triệu mua cái nhà thờ để mà làm cái chùa. Chính vì vậy mà ông một sư đài ông sợ làm cái chùa chỗ miếng đất cho là ông bỏ ông mua đó. Mua cái nhà thờ đó luôn. Tôi không mà nó làm cái chùa luôn, giỏi cái loa vừa đó tụng ngày tụng đêm rồi ông một sư đài cũng mày dở đi chỗ khác. Dạ đúng vậy ông sư. Cho nên mình thấy không? Tội nghiệp đồng bào của mình, họ thờ cái cục thạch cao, họ thờ cái cục gỗ, họ thờ vàng, phép lên rồi khiêng đi cái lại cầu mai, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ. Tội nghiệp dân tộc mình như thế. Chúng ta phải đổ lòng ra cầu nguyện xin Chúa cứu dân tộc của mình. Còn mình có mặt ở xứ này không phải là để mình tặng hưởng cái gì mà để dẫn tin lành cho những người mà không có cơ hội nghe. Cái lòng của chúng ta phải nắm cháy cái đó cái đã. Giữ nó cái gì? Không biết quý vị đây sao chứ thấy tôi đi trong giáo hàng 106 hội thánh, 30 người có, 40 người có, cứ le que dẫn được một người khác vào trong này, cái người nó cãi lộ cái bỏ cái mũ này đi ra, không có ra cái hồn gì hết. Làm sao mà chịu đựng được chứ? Đạo Chúa bây giờ nói toàn là chuyện đời xưa không à. Quý vị có thấy mình phạm tội mình nói chuyện đời xưa không? Chúa Giêsu quá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu quở sóng gió, Chúa Giêsu đuổi quỷ. Đó là Chúa Giêsu cách đây bao nhiêu ngàn năm? Bây giờ Chúa Giêsu có làm không? Không thấy cái điều đó xảy ra trong hội thánh thì đừng có nói là mình nói chuyện đời xưa không? Phải ăn năn cái chuyện đó. Chúa phải làm việc ngay trong lúc bây giờ chúng ta phải thấy. Tôi đã thấy. Tôi làm sao? Ăn năn tan vỡ khóc lóc thả mình xuống. Ông cụ thì để là một mớ cái đồ, ông ngồi trong đó suốt tôi 6 tháng. Chạy hết về trời không hết. Nè, rồi hiệp một lại cầu nguyện, Chúa làm việc ngay tại đó. Cơ phục hưng bùng cháy lên, phép lại xảy ra ngay hôm nay chứ không phải là chuyện đời xưa đâu đó. Ai cũng rất là giỏi về vấn đề sách cỡ nói. Sách cỡ nó của phục hưng này, xem cái cuốn gì đó của ông bởi thần ta của ông Jonathan Goffman đó, rồi nhiều cuốn khác nói lịch sử phục hưng nhiều lắm, mà chỉ nói sách cỡ đời xưa. Xin Đức Thánh Linh làm việc ngay hôm nay trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều đó là gì để chúng ta phải tìm. Ai thì không biết, nhưng mà hồi mẹ của chúng ta là hội thánh đầu tiên làm việc đó. Xin Chúa giúp đỡ anh em chúng ta tìm kiếm sự thám viếng của Chúa. Ngoài ra thì mình không làm được cái gì. Tốt. Sơ tôi nói với mấy ông giáo hạt đó,
hàng năm anh em tốn cả 1 triệu bạc. Có bao nhiêu người tin Chúa? Chứ không bằng 1 triệu chứ không phải thường đâu đó. Sao mình không cứu được ai thì làm gì? Làm cái nhà thờ cho lớn lên, cho đẹp lên, đồng ý. Để làm gì? Để nhóm họp. Làm gì nữa? Học kinh thánh. Làm gì nữa? Thờ phượng. Làm gì nữa? Hát thánh ca. Làm gì nữa? Thông công. Rồi làm gì nữa? Nhân thông công. Chỉ làm bên dưới đó tốn cả 1 triệu bạc à. Ôi sư đại ơi, tôi nói hoài ông lưu ý lắm nha. Ông đã cũng cái mấy triệu rồi, bây giờ còn cái 2 triệu mấy nữa. Anh chẳng để được cô đó hát biết là sao? Để giảng tin lành, cứu tội nhân. Thì cái đồng tiền, đồng bạc cũng mình nó có giá trị. Chứ mình chôn tiền vào đó để rồi mình có mình ngồi, mình nói chuyện, mình ngồi, ôi cái nhà đẹp quá. Chúa có muốn cái đâu không? Không đâu, tôi muốn cái người đi đến đó tin Chúa. Đó là cái chỗ huấn luyện, đó là cái chỗ dạy đạo, đó là cái chỗ làm bắp tên. Phải đặt cái nền tảng đó thì chắc chắn Chúa sẽ bằng phương. Và Chúa giúp đỡ anh em chúng ta. Mình chỉ còn có một chút cơ hội ngắn nữa mà thôi đó. Đổ lòng ra để cứu đồng bào của mình. Xin Chúa thăm viếng anh em mình ở trong cái vùng đông đảo người Việt này. Chúng ta đạt tới cái lòng ước ao, chuyên tâm cầu nguyện, đi ra giảng tin lành một cách giản dị. Trong cái công vụ có nhiều chữ từ đoạn 2 mà anh đọc ra trở đi, nó rất là nhiều cái giảng dị. Giảng tin lành giảng dị là có cầu nguyện mới dám giảng tin lành đó. Tôi biết mà tôi dám giảng tin lành giữa cộng sản mà một cái tên mà không bất hợp pháp hoàn toàn, không hộ khẩu, không cái gì hết, trong giảng biết thứ bảy nào cũng giảng, thứ bảy nào cũng vậy, giảng nhóm lớn, giảng nhóm nhỏ. Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa giúp đỡ các bạn ở đây, mình có đủ phương tiện cầu nguyện đi rồi giảng, nói cho con dân Chúa biết. Quý ông quý bà ơi, đem đến nhớ nè, ngày 20 tháng 11 này tôi huấn luyện á, thì biết cái cách truyền giảng quy mô và truyền giảng loại bỏ túi. Ông sư chưa nghĩ cái túi là mình lại cái này nè, cái gì bỏ trong túi mình bỏ 50 ký là được không? Không, nhỏ lên thôi. Ngày ông được chữa bệnh, mời mấy bạn già tới nói tôi xin Chúa, nhờ Chúa tôi mới được như thế này, không tôi chết mất tiêu rồi. Đó là truyền giảng loại bỏ túi, chỉ là vậy thôi. Ngày tôi được nhập quốc tịch, tôi mừng quá, tôi là dân Việt, dân Bù Lầm, bây giờ tôi được làm công dân Mỹ. Đó là truyền giảng loại bỏ túi. Ngày cưới nhau, kỷ niệm ngày cưới, mời vài người bạn đến ăn với mình một tô phở, không có tốn kém gì mà nói cho 4 người. Các vị thấy không? Lời vô cùng, tại sao chúng ta không truyền giảng loại bỏ túi? Cho nên quý vị các bạn làm đi đó, làm sao dân Việt của mình được cứu nè. Nó vô trưởng nhiệm cũng được, nó vô Methodist cũng được, nó vô CMA cũng được, miễn là đồng bào của mình được cứu cái đó. Rồi các bạn nhắm mắt lại nghĩ, mình đang nhóm ai đây, cái tiếng kèn thổi từ phương đông sang phương tây, rồi thiên sứ thổi, rồi Chúa đến, rồi Chúa đem đi, rồi mình có bao nhiêu người đem đi. Các bạn có nghĩ cái giờ phút đó không? Phải làm mới được à. Dẫn đoàn người đi gặp Chúa. Thì mình chỉ nói ôi Chúa, Chúa nói là ở đây tới ngay lành trung tiết được lắm, nhận phần thưởng. Chúa nói không? Có. Nhưng mình có ngay lành không? Mình có trung tiết không? Mình có cứu người không? Mạng lệnh của Chúa. Quý vị nhớ không? Chỗ nào chỗ nào sách mát? Chỗ sông sách mát, Chúa nói cốt tại việc đó mà ta đến. Chỗ nào trong sách mát? Chúa Giêsu nói cốt tại việc đó là việc gì? Việc giảng tin lành cứu người. Thầy của mình nói, giáo chủ của mình là làm việc đó, tại sao mình không làm? Thấy không? Chừng đó là mình đủ ăn năn rồi, chừng đó mình đủ tan vỡ rồi. Ôi, cảm ơn quý vị. Tưởng cái điều gì mới mẻ, cái điều này cũ quá quý vị, mà tôi chỉ nhắc lại mà thôi. Bản ơn giúp đỡ chúng ta có mục tiêu rõ rệt, giảng tin lành cứu tội nhân. Ê, cảm ơn mục sư. Bây giờ để mời mục sư Nguyễn Minh Quang Quang Minh.
Nguyễn Quang Minh cầu nguyện cho thay mặt chúng tôi cầu nguyện. Ông đem Nguyễn Quang Minh đi. Ông mục sư đi lên này để ông cầu nguyện sau khi mục sư chia sẻ rồi mục sư nói chuyện tiếp ha. Dạ không. Để thế này mục sư. Dạ. Để cho tôi phải chia sẻ cái này cũng được. Ok, để thôi mục sư đi lên đi. Có cái bệnh không biết là cái thói quen cầu nguyện đáp ứng. Ok. Ai đáp ứng đó? Tất cả mọi người đáp ứng. Mỗi người chúng ta đáp ứng rồi sao mời ông mục sư quen. Ok. Không. Thay mặt đến cầu nguyện kết thúc. Ok rồi. Còn đáp ứng là tôi nè, quý vị nè, mình giảng cho mọi thánh địa phương của mình vậy, để cho con dân của Chúa nghe cái lời này, đúng cái chỗ nào, sai cái chỗ nào, thiếu cái chỗ nào, cần cái chỗ nào, Chúa ơi, Chúa cứu con. Okay. Để cho họ đáp ứng. Yeah. Đó là cách mà tôi học được là vậy, và tôi làm đi bất cứ là chỗ nào tôi cũng làm điều đó đó. Okay. Sau khi chúng ta đáp ứng rồi cho một sư cầu nguyện kết thúc, chúng ta nên dành cái giây phút đó, mình gọi là gì? Hiệp nguyện. Yeah. Hiệp nguyện. Ngồi làm với nhau và cầu nguyện làm gốc. Nói trường giang đại hải, nói trường giang đại rồi. Mà ông đi cầu nguyện sơ mấy điều với thôi rồi. Hoặc là ông cầu nguyện, ông đem giảng bài khác qua lời cầu nguyện của ông nữa. Nó nguy hiểm vô cùng. Đó, có phải thực trạng nó vậy không? Mình phải làm đúng cái đó mới được. Chúa thăm viếng chúng ta là tồn tại cái đó. Ok, theo lời đề nghị mục sư bây giờ chúng ta tất cả chúng ta đều cầu nguyện đi. Dạ rồi. Rồi đi. Rồi sau đó là mình qua. Dạ. Tự do gọi về nói bằng lời của mình với Chúa của mình. Amen. Chúng ta bắt đầu cùng mình. Lạy Chúa chúng con. Chúa. Mỗi lần con trình bày sách công vụ. Con thấy con thiếu sót quá nhiều. Con bước tay và công việc cùng nhà của mình, chúa người cảm ơn Chúa ngài đã cho một người thầy tớ của Chúa mạnh mẽ đứng lên để có thể kêu gọi người sinh con cảm mới, một cơn quán hương mới, một cuộc sống mới, một luồng gió mới, một cuộc đích mới cho cộng đồng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa người ngài đã làm những việc lớn là những sắp ứng được nhu cầu này của cộng đồng chúng con và chúng chúa trời này sẽ thăm viếng thương xót hết thảy chúng con. Cảm ơn Chúa vì người đã động vào lòng của một con để làm những việc cần có cho Chúa hướng dẫn sống trong và dẫn dắt cả tuổi chúng con có sự khôn ngoan trong đời Chúa ở biển bởi sự thương xót lời Chúa thành dành cho chúng con. Con mạnh mẽ bước đi đáp lễ với thầy trong sự thăng tiến trong sự sắp kết thúc rồi dẫn dắt của ngài. Chúa sắp trở lại rồi. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn và hướng dẫn chúng con sự sống và sự sống, sự lớn mạnh trong công việc. Lời của Chúa ơi, đừng để chúng con lấy nghe làm đủ mà lười sống. Chúa ơi, mạnh mẽ sự học hỏi lời của Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự thông công để ban và trong sự đánh đo với các thầy đại diện. Cảm ơn Chúa ngài đã hướng dẫn cho các mục sư, các hội giáo hội chúng con trong những sự quan trong những thời gian qua, vì chúng con đã làm thì chúng còn thiếu sót, vì chúng con chưa thật sự khác về tấm lòng thứ nhất thì xin Chúa thờ hân hạnh nhắc nhở chúng con, vì những cơn sóng của đài giáo, những cơn sóng của tội lỗi, những cơn sóng thời tượng đã khóa lấp tất cả cộng đồng của chúng con rồi. Thế nên chúng con cầu nguyện Đức Chúa Trời ngài khuyến và thương xót mỗi một chúng con ở đây, để trong lòng chúng con có sự giảng dị với linh hồn Chúa ngài ở cùng chúng con và nhắc nhở chúng con đến mục đích của cuộc đời chúng con, nhiệm vụ chúng con, mục sư chúng con cần phải có sống thông với sự cầu nguyện, sự tan vỡ trong lòng chúng con, để khi chúng con cầu nguyện cái công việc Chúa đến đời sống của chúng con, và chúng con cũng thật sự được thấy sự kêu gọi của Thánh Linh Chúa ngài tác động kết nối ngài sâu chuỗi mỗi chúng con, để lòng của chúng con kết hợp với nhau với việc cầu nguyện với nhau. Chúa yêu dấu con chúng năng lòng của chúng con biết mặt Chúa, những sự chậm trễ của chúng con, những điều chúng con còn
thiếu sót nào xin Ngài, chính Ngài nhắc nhở cho chúng con, chính Ngài nhắc nhở và kêu gọi chỉ ra cho chúng con thấy, để chúng con tự xưng miệng của chúng con tự xưng ra từ bỏ nó và sẽ được sự thương xót của Chúa. Xin Ngài thăm viếng cộng đồng của chúng con, các hội thánh của Chúa, Ngài kết nối mỗi một chúng con trong thời gian Chúa ơi, các mục sư, các hội thánh, các ban cấp sự, chúng con thiếu sót chỗ nào, chúng con còn thiếu điều gì, xin lên chúng Chúa ngài giáo sư lớn của chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con, Ngài ban cho chúng con, Ngài có thể rinh lành mọi tấm lòng tan vỡ, Ngài sẽ cứu giúp chúng con, Ngài sẽ là đóng trang bị cho chúng con những gì chúng con cần phải nói, những điều chúng con cần phải làm. Lạy Chúa, xin Ngài chính Ngài đó có thể là nguồn cảm hứng của chúng con, Ngài sẽ đẩy chúng con đến một cuộc mới của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì một luồng sống mới chúng con nghe tiếng gió thánh linh của Chúa thổi. Nguyện xin Ngài đầu hãy làm những việc lớn lại như cộng đồng chúng con, để kết nối các hội thánh, các giáo hệ phái của chúng con trở lại, tất cả vì những người chưa được cứu sự chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời này làm việc đó giữa lòng cộng đồng của chúng con ở đây, để chúng con trong sự tự do này không bị bắt bớ, thì lòng của chúng con phải càng phấn khởi hơn nữa trong sự dạng tinh lành, chứ ngược lại chúng con lại nguội lành, ngược lại chúng con lại quá ổn định trong cuộc sống của mình, ngược lại chúng con lại lo toan những điều khác và chúng con quên mất khả tượng của mình. Lạy Chúa, xin Ngài tha tội của chúng con, Ngài biến đổi lòng của chúng con, Ngài xoay trở lòng của chúng con lại và cho chúng con bắt đầu định hướng trở lại mục tiêu, sự kêu gọi của đời chúng con là gì, để rồi chúng con có thể không đánh mất được sự kêu gọi của chúng con, không đánh mất được điều mà Ngài đã khởi sự làm, sự lành cho đời sống của chúng con. Nhắc cho chúng con nhớ những phép làm mà Chúa đã làm trên chính cuộc đời của con, nhắc lại chúng con những mối quan hệ cũ, những điều nào mà Chúa muốn chúng con cần phải làm mới lại. Chúa ơi, xin chính Ngài là Đức Thánh Linh lớn là giáo sư của chúng con, Ngài hãy ở cùng mục sư, giáo học trưởng và tiếp tục ở cùng ông cũng như ban chấp hành, để họ có những công việc sắp tới trong vấn đề truyền dạy. Xin giúp trời cho Ngài mỗi một thứ chúng con có một quyết tâm, chúng con đưa ra những mục tiêu, bao nhiêu người chúng con sẽ đưa đến buổi truyền dạy này, những công tác tổ chức, mọi công tác hướng dẫn những con người, những nhân sự, những yếu tố nào để có thể tổ chức một buổi truyền dạy đại càng, xin giúp chúng trời này hướng dẫn cho chúng con có thể làm công việc hết lòng, cảm ơn Chúa vô cùng. Xin Ngài trợ vị, Ngài đáp ứng, Ngài cứu cứu chúng con tất cả những nhu cầu mà chúng con cần. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Dù kinh tế, dù khó khăn, dù đại dịch dạng xảy đến, nhưng mà lòng chúng con vẫn không nhút nhát, vẫn không run sợ. Chúng con nói rằng Chúa ở với chúng con thì chẳng ai có thể làm gì được. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Ngài ở cùng chúng con. Chúng con đứng với Ngài, Ngài sẽ đứng về phía của chúng con và đánh trận chiến thuật lên này. Chúng con cần có Chúa vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Còn nhân sự bất hiện cho Chúa, con cầu nguyện cho Chúa Ngài tiếp tục đói thương với con, dẫn dắt con cả hội chúng, cả mục sư của chúng con, tất cả giáo hệ phái của chúng con, để chúng con đứng lại tất cả những người chưa được cứu. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Con dâng sự thờ phượng, sự thông công phước hạnh sẽ hôm nay trong tay Chúa và chúng con cầu trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Về Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài hiện diện ở đây, Ngài bằng lời của Ngài cho chúng con để nhắc nhở những gì mà chúng con đã từng học